Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin VTV Sport News, bạn đồng hành của những người đam mê và yêu thích thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại 4.0 thì việc tương tác đối với các cổ động viên qua nền tảng số của các đội bóng là một điều diễn ra hết sức thường xuyên. Và hiểu rõ điều này thì câu lạc bộ Manchester City đã làm mới trang web của mình để cho các cổ động viên cũng như các cầu thủ trong đội bóng có thể dễ dàng tương tác với nhau hơn. Xem tên, kiểm tra quốc tịch và số áo. Các bạn có thể làm tất cả trên trang web chính thức của câu lạc bộ Manchester City. Trang web này còn cập nhật rất nhanh nữa đấy nhé. Kyle Walker mới làm thủ môn bất đắc dĩ một trận đấu thôi mà đã được cho luôn vào danh sách các thủ môn chính thức rồi. Mới 17 tuổi mà đã trở thành ngôi sao của Barcelona. Chả trách mà các cầu thủ nhí đều muốn được sờ tận mặt anh chàng Ansu Fati này. Chắc các em ấy đều rất muốn có được một chút tài năng của người đàn anh đấy mà. Barcelona thì có Fati, nhưng Real Madrid thì cũng có Rodrigo. Một cú hat-trick hoàn hảo và đi cùng với đó là quả bóng của trận đấu. Anh chàng này còn được những người đàn anh tay bắt mặc mừng nữa đấy nhá. Quả là một đêm khó quên với Rodrigo phải không nào? Những cú volley thần sầu mà chắc chỉ có thể nhìn thấy trong truyện tranh hay phim hoạt hình đã được các anh chàng này tái hiện. Dù rất cố gắng, thế nhưng pha đổ người của thủ môn cũng không thể ngăn cản được siêu phẩm này. Trước khi xuất hiện trong bóng đá thì công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR đã được xuất hiện ở rất nhiều những môn thể thao khác. Và hãy cùng với chúng tôi xem công nghệ VAR này đã áp dụng ở những môn thể thao khác như thế nào nhé. VAR có thể gây rất nhiều những tranh cãi trong bóng đá, thế nhưng trong quần vợt thì lại không hề. Mọi quyết định được đưa ra rất chính xác và cả hai tay vợt đều tôn trọng. Và trong bóng đá, cứ nhìn theo mà học tập nhé. Đây không phải là sàn diễn thời trang, cũng không phải là cuộc thi người mẫu đâu. Những cô gái xinh đẹp này là các vận động viên quần vợt của đội tuyển Australia tham dự Fed Cup. Chơi thể thao thôi, có cần phải xinh đẹp như vậy không? Trong môn cầu lông thì những tình huống tấn công đập cầu từ cuối sân thường rất khó để ghi điểm. Vì vậy nên, những pha cầu này được tấn công từ cuối sân mà đối thủ không thể cản phá được như thế này là rất đáng khâm phục. Bóng rổ là môn thể thao đồng đội và bạn sẽ cần phải có những đồng đội tốt để có được những đường chuyền bất ngờ, những pha ghi điểm ngoạn mục mà các đối thủ đội bạn không thể ngờ tới. Nhờ những pha phối hợp ngẫu hứng như vậy mà các cầu thủ Kimi Moskova đã giành chiến thắng trước đội bóng đồng hương Zenit Saint Petersburg ở giải bóng rổ vô địch châu Âu EuroLeague. Chàng trai này thì đang rất nỗ lực để có bài biểu diễn trượt ván đẹp mắt. Nhưng trước khi đi đến với thành công thì gặp vài tai nạn nghề nghiệp một chút như tự làm đau mình chẳng hạn, cũng là một chuyện thường tình thôi mà. Các vận động viên thì luôn cố gắng làm thế nào để giữ cho mình có được một tinh thần ổn định và thoải mái nhất trước khi bước vào thi đấu. Vậy làm thế nào để làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và có thể xua tan mọi căng thẳng? Hãy cùng với chúng tôi đến với cách mà anh chàng vận động viên sau đây đã áp dụng. Và những hình ảnh này thì cũng sẽ khép lại bản tin 12 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để lấy tinh thần trước khi thi đấu, có thể làm mới bằng việc nghe một vài bài nhạc làm cảm hứng. Nhưng cũng có thể chọn mặc một bộ đồ dễ thương như thế này. Ít ra thì bạn cũng có thể khiến cho mọi người trầm trồ đấy.